tháng 6 năm 2020, làng giải trí Nhật Bản rúng động trước scandal ngoại tình của danh hài nổi tiếng Ken Watanabe. Điều khiến nhiều người không thể tin được là dù đã kết hôn với Noyumi Sasaki, nữ diễn viên, người mẫu, được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản, nhưng Ken vẫn thích vụng trộm ở bên ngoài. Chưa dừng lại ở đó, danh sách bạn tình của nam nghệ sĩ sinh năm 1972 này còn lên tới hàng trăm người. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình đến kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất và luôn ủng hộ channel của chúng mình nhé. Noyumi Sasaki sinh năm 1988, là người mẫu kim diễn viên đình đám Nhật Bản. Cô được xem là quốc bảo nhan sắc của đất nước này, đồng thời là mỹ nhân luôn nằm trong danh sách được đàn ông xứ sở phù tang khao khát nhất. Noyumi sở hữu làn da trắng như tuyết, gương mặt đẹp như thiên thần, cùng thân hình nóng bỏng và hoàn hảo. Noyumi Sasaki từng ghi dấu ấn với khán giả qua các bộ phim như Thiên sứ tình yêu, Lời nguyền bóng ma, Thầy giáo bất đắc dĩ, Lời nguyền, Số phận, Thiên thần, Sự dịu dàng của anh khi trời đổ mưa. Đến nay, gia tài phim ảnh của cô đã có hơn 30 bộ phim điện ảnh, truyền hình cùng nhiều giải thưởng uy tín xứ Phù Tang. Cô là người mẫu nội y bikini được yêu thích nhất xứ sở hoa anh đào. Nhiều tờ báo Nhật ca ngợi Noyumi là biểu tượng sắc đẹp hoàn mỹ hiếm thấy của Nhật. Tháng 4 năm 2017, Noyumi Sasaki làm tan nát bao con tim khi cô và nam diễn viên hài Ken Watanabe sinh năm 1972 quyết định về chung một nhà sau 2 năm hẹn hò. Rất nhiều người đã lên tiếng phản đối hôn lễ bởi cho rằng Ken Watanabe không xứng đáng với Sasaki từ ngoại hình, tài năng đến danh tiếng. Và rồi, sau ít năm chung sống, hồi tháng 6 năm 2020 vừa qua, một tờ báo uy tín của Nhật Bản đã đưa tin về Ken Watanabe, chồng của Noyumi Sasaki, ngoại tình sau lưng vợ, lén lút qua lại với nhiều cô gái. Sau đó, nhiều cơ quan truyền thông khác tiếp tục đào sâu hơn về đời tư của Ken Watanabe và thống kê ra anh này đã có mối quan hệ ngoài luồng với tổng cộng 182 người, bao gồm các diễn viên phim người lớn, người ngoài ngành giải trí, thậm chí là cả sao nam. Theo đó, MC kim diễn viên hài sinh năm 1972 đã trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu tình ái trong những năm qua với những bạn tình có độ tuổi từ 20 đến 50 cùng nghề nghiệp rất đa dạng. Chồng của Noyumi Sasaki thường xuyên thân mật với 30 người, trong đó có 5 mỹ nhân nổi tiếng bị báo chí xứ sở hoa anh đào điểm mặt chỉ tên, bao gồm Erijika, Katagiri, Takigawa Eri, Matsu Takako, Nao Shinzuji và Chisato Mojitaka. Một nhân tình khác của Ken Watanabe được tờ Weekly Punchen Digital tiếp cận và phỏng vấn. Cô này thừa nhận có quan hệ bất chính với chồng Noyumi Sasaki trong một thời gian dài. Anh ta gặp gỡ với những người phụ nữ khác ngay cả khi đang hẹn hò với Sasaki. Thậm chí sau khi kết hôn và có con, thói quen này vẫn không thay đổi. Tôi gặp anh ta 2 lần mỗi tuần và nhiều cô gái khác cũng vậy. Cô gái này cho biết họ thường gặp nhau ở Roppongi, quận Mitoku, Tokyo. Tuy có vẻ ngoài đứng đắn nhưng Ken Watanabe lại có sở thích biến thái khi muốn quan hệ trong nhà vệ sinh công cộng. Mỗi lần gặp nhau, Ken Watanabe cho nhân tình 10.000 yên, hơn 2 triệu đồng. Chính vì thế, người này cho rằng nam MC chỉ xem những mối quan hệ ngoài luồng này như một cách để thỏa mãn nhu cầu, chứ không hề có ý định yêu đương nghiêm túc với bất cứ ai. Khi được hỏi lý do ngoại tình dù có vợ là mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản và con thơ, Ken Watanabe cho biết, quan hệ vợ chồng giữa tôi và Noyumi Sasaki tốt đẹp, vẫn còn cảm xúc nồng nàn dành cho nhau, nhưng đó lại là một chuyện khác. Đàn ông nào lại không như tôi, thấy người đẹp đều muốn gặp gỡ và làm quen. Lý do biện minh cho hành động ngoại tình của nam MC nổi tiếng càng khiến cư dân mạng Nhật Bản bất bình, bởi Noyumi Sasaki có sự nghiệp người mẫu, diễn viên rất thành công ở nước này. Người đẹp sinh năm 1988 quyết định ở nhà để chăm sóc cho con một cách toàn diện nhất, nhưng lại bị chồng xem là ăn bám. Trước bê bối của chồng, Noyumi Sasaki đành lên tiếng xin lỗi công chúng và cho biết cô và Ken sẽ trao đổi thẳng thắn về chuyện này. Người đẹp cũng mong mọi người tránh có hành động ảnh hưởng đến con trai, cũng như người thân, họ hàng của cô. Sau bê bối ngoại tình, sự nghiệp của Ken Watanabe bị đóng băng hoàn toàn. Trong suốt hơn 8 tháng qua, nam nghệ sĩ sinh năm 1972 biến mất khỏi làng giải trí. Truyền thông Nhật Bản cho hay, Ken từng có kế hoạch hoạt động trở lại. Tuy nhiên, do vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt của khán giả, nên anh ta phải từ bỏ ý định này. Không những bị cấm xuất hiện, các chương trình mà Ken từng ghi hình trước đây cũng bị hoãn chiếu. Không thể quay lại showbiz,
Ken Watanabe phải đối diện với cảnh thất nghiệp vô thời hạn. Mới đây, nam diễn viên bị một cư dân mạng bắt gặp làm việc bán thời gian tại chợ cá Toyosu, Tokyo. Theo chia sẻ của cư dân mạng này, Ken phụ trách công việc chở nhím biển cho cửa hàng hải sản. Bên cạnh đó, vào ngày 29 tháng 1 vừa qua, nghệ sĩ 41 tuổi cũng chia sẻ bức ảnh chụp tại một cửa hàng hải sản trên Instagram. Điều này càng khiến cho thông tin anh phải làm việc ở chợ cá để kiếm sống có thêm cơ sở. Dù vậy, kỳ lạ là dù Ken Watanabe vướng vào scandal động trời và lâm cảnh không có công ăn việc làm, song Nozomi Sasaki vẫn chấp nhận tha thứ cho chồng. Không những thế, nữ diễn viên xinh đẹp còn đứng ra cán đáng kinh tế của gia đình. Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ Nozomi nhẫn nhục như vậy là vì thương cậu con trai còn nhỏ mà thôi. Bạn, nếu là Nozomi Sasaki, bạn sẽ hành động như thế nào? Chia sẻ quan điểm ở phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.